Đó là cuộc so tài của Đà Nẵng với Hoàng Gia Lai. Đây là trận đấu sẽ rất đáng xem bởi vì Đà Nẵng đang rất cần điểm để phục vụ cho cái cuộc chiến trụ hạng của mình. Họ chắc chắn không muốn nằm ở cái vị trí cuối này đâu, bởi vì vòng đấu trước thì Đà Nẵng cũng đã thể hiện được rất nhiều điều ở chuyến làm khách trên sân của Hà Nội FC, đúng không ạ? Còn trong khi đó thì Hoàng Gia Lai thì đang cho thấy là đội bóng này thích hòa hơn là thắng, bởi vì họ liên tục hòa. Vòng đấu trước thì họ đã có một trận hòa rất là hú vía trước Thanh Hóa ngay trên sân nhà của mình. Và chuyến làm khách trên sân Đà Nẵng, nếu như xét về sức mạnh và tương quan lực lượng thì đây là một trận đấu mà Hoàng Gia Lai hoàn toàn có thể đặt mục tiêu giành 3 điểm được, bởi vì trên thực tế thì Đà Nẵng bị đánh giá yếu hơn cả Thanh Hóa cơ. Và mặc dù Đà Nẵng thi đấu ở sân nhà, nhưng mà thực sự thì cái đội hình của Đà Nẵng trong thời gian gần đây ở vòng mùa giải này nó thiếu đi sự đột biến rồi. Ở vòng đấu trước thì họ đã chơi rất là tốt trước Hà Nội FC, nhưng mà họ lại không thể tận dụng được những cơ hội để mà giành chiến thắng. Cái vấn đề tận dụng cơ hội cũng là một cái điểm yếu của Đà Nẵng mà huấn luyện viên Phan Thanh Hùng phải khắc phục. Và đối đầu với Hoàng Gia Lai ở vòng đấu này thì Đà Nẵng cũng hoàn toàn có thể đặt mục tiêu giành điểm được, đúng không ạ? Bởi vì thực tế thì Hoàng Gia Lai ở mùa giải này cũng đôn khá nhiều cầu thủ trẻ lên, nhưng mà vấn đề là Hoàng Gia Lai mùa giải này họ cũng đã biết chơi phòng ngự rồi, cho nên để khoan phá được cái hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai thì Đà Nẵng cần phải biết chắt chiu cơ hội và phải thi đấu tốt hơn nữa. Chứ nếu như bỏ lỡ cơ hội như ở trận đấu với Hà Nội FC thì thực sự là rất khó để thắng được. Ở trận đấu với Hà Nội FC thì Đà Nẵng có 3-4 cơ hội để mà ghi bàn, nhưng mà Đà Nẵng lại không tận dụng thành công mà sau đó chấp nhận chia điểm. Còn ở trận đấu này thì Hoàng Gia Lai là đối thủ mà Đà Nẵng có thể thắng được, nhưng theo quan điểm của mình, đây là trận đấu mà hai đội chắc chắn sẽ chơi một cách thực dụng và giằng co. Và mình nghĩ rằng nhiều khả năng trận đấu trên sân Hòa Xuân sẽ khép lại với một tỷ số hòa mà thôi. Trận đấu nữa đó là cuộc so tài của Bình Dương với Hà Nội FC. Thực sự đây là một trận đấu mà Bình Dương được dự đoán sẽ gặp vô vàn khó khăn trước Hà Nội FC, cho dù Hà Nội FC thời điểm hiện tại đang có cái phong độ cũng như là cái lực lượng không ổn đâu, khi mà có rất nhiều trụ cột dính chấn thương. Bình Dương thì phải nói rằng ở mùa giải hôm nay đã đầu tư rất mạnh tay và đặt mục tiêu vào top 3, nhưng ở thời điểm hiện tại thì cái mục tiêu của Bình Dương đang bị cách quá xa. Họ vẫn nằm trong top 3, nhưng mà nằm trong top 3 đội bóng ở phía cuối bảng xếp hạng. Như mọi người nhìn thấy trên màn hình, họ là một trong 3 đội bóng chỉ có được 4 điểm sau 8 vòng đấu ở V-League năm nay. Đây là một kết quả nó quá là thất vọng so với những gì mà Bình Dương bỏ tiền ra để đầu tư đội hình và sở hữu chân sút xuất sắc nhất V-League ở mùa giải trước. Đấy, phải nói rằng là như vậy. Thực tế thì họ đã thay tướng liên tục rồi, và mình nghĩ rằng ở vòng đấu này thì Bình Dương sẽ cải thiện được bộ mặt của mình lên một tí khi mà đối đầu với Hà Nội FC. Nhưng mà để giành được chiến thắng trước Hà Nội FC thực sự sẽ rất là khó, mình ở trận đấu này thì mình nghĩ rằng là Bình Dương sẽ thi đấu khởi sắc hơn, bởi vì họ có cơ hội để mà chơi phòng ngự phản công trước một đội bóng Hà Nội chơi tấn công. Nhưng mình nghĩ rằng sẽ rất khó để Bình Dương có được chiến thắng ở trận đấu này, nếu cho dù Hà Nội vẫn luôn gặp khó khăn mỗi khi làm khách trên sân của Bình Dương. Nhưng mình nghĩ rằng đây là trận đấu mà Bình Dương căng lắm, tốt lắm thì mình sẽ có được một trận hòa mà thôi. Còn mình vẫn đang nghiêng về một kết quả chiến thắng tối thiểu cho Hà Nội FC ở vòng đấu này, để mà Hà Nội FC tạm thời có thể vượt qua được cái khủng hoảng. Nếu như tiếp tục bị chia điểm ở vòng đấu này trước Bình Dương thì Hà Nội sẽ, nhà đương kim vô địch sẽ bị hụt hơi và sẽ gặp bất lợi trong việc đua vô địch trong những cái giai đoạn tiếp theo của mùa giải năm nay.